Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chính Tại Mobile, nơi mà đưa các bạn đến với các thiết bị công nghệ hiện đại và tân tiến nhất. Thiết bị hiện đại ngày nay thì luôn gắn liền với cuộc sống của mọi người. Internet là một thứ tất yếu không bao giờ có thể phai nhạt trong cuộc sống hiện tại của mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn loại sản phẩm của Xiaomi, đó là thiết bị phát sóng Wi-Fi, router. Thì hiện tại bên công ty mình có bán nhiều loại thiết bị của router, bao gồm là router 3A, router 3C, router Gen 3, router 3G. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn kết nối với thiết bị phát sóng Wi-Fi Xiaomi router 3A. Thì bên trong sản phẩm bao gồm là có một cái router và cái dây sạc của router và một miếng hướng dẫn của router. Đây là thiết bị router 3A và với thông số kỹ thuật là ROM là 16GB, còn bộ nhớ là 64GB và nó có hai băng tần, đó là 2.4GHz và 5GHz. Router 3A này là tổng cộng là 4 gâu, 2 gâu bên ngoài sử dụng cho băng tần 5GHz, còn 2 gâu bên trong là sử dụng cho băng tần 2.4GHz. Phía sau router 3A này thì bao gồm là một cổng WAN, hai cổng LAN và một NIC reset và một cổng nguồn. Mặt dưới của router 3A này có những lỗ để giúp tản nhiệt của thiết bị. Đối với router 3A này có hai cách sử dụng, một là kết nối như repeater Wi-Fi, hai là như modem Wi-Fi. Đối với tất cả các router thì mình phải cung cấp nguồn cho nó. Sau khi cung cấp nguồn cho nó xong thì có hai cách để sử dụng. Một là sử dụng nó như một cục modem Wi-Fi, thì chúng ta chỉ cần cắm sợi dây mạng vào. Sau khi cắm nguồn router 3A này thì nó sẽ hiện lên cái tên của Wi-Fi, đó là Xiaomi 3DB8C247. Sau đó mình sẽ kết nối với nó và nó sẽ yêu cầu mình đăng nhập vào mạng Wi-Fi. Nó có tên là Mi Wi-Fi. Sau đó mình sẽ chọn cái dòng dưới này. Nó có hai cái, một cái là modem, một cái là repeater. Sau đó mình sẽ chọn cái repeater. Sau đây là cái tên và cái password của Wi-Fi mà mình muốn phát. Sau khi đã chọn xong thì vào được trong này thì nó sẽ có hai cái Wi-Fi, một là có Wi-Fi 2.4 và 5GB và Wi-Fi 5, thì mình có thể đổi tên password hay là giữ nguyên. Thì có thể đổi tên password là ở trên là Chiếm Tài Mobile Loot, ở dưới này mình sẽ đặt Chiếm Tài Mobile Loot 1. Sau đã hoàn thành xong thì mình đánh vào vô check vào đây thì mình kích hoạt cái Wi-Fi của mình. Sau khi đã hoàn thành được tất cả các bước thì nó sẽ xuất hiện được là Chiếm Tài Mobile Loot và Chiếm Tài Mobile Loot 1. Sau khi hai cái Wi-Fi này được hiện lên, nó chính là router 3A này phát ra. Nếu mà mình muốn kết nối với Wi-Fi khác thì mình sẽ ấn vào nút reset này, ấn 3 đến 5 giây. Khi mình ấn ngay chỗ nút reset thì cái cho nó hiện lên cái đèn màu cam và nhấp nháy thì chúng ta đã reset máy nó xong. Tương tự mình xài đối với modem Wi-Fi thì mình sẽ cắm dây. Mình sẽ cắm dây vào một trong hai ổ cắm màu trắng này để phát sóng Wi-Fi. Và mình sẽ chọn cái đầu tiên và nó sẽ hiện lên là Xiaomi 3DB8 và mình sẽ chọn là Wi-Fi, cái mật khẩu. Sau đó mình sẽ
kích vào đây và cái mật khẩu vừa rồi mình sẽ xác nhận lại. Các bước làm hồi nãy đến giờ thì nó sẽ hiện lên là cái tên wifi là Xiaomi 3DB8 và mình sẽ kích hoạt nó và cần cái mật khẩu hồi nãy của mình. Tất cả các sản phẩm được bán tại Chiến Tài Mobile 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.